Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và cùng phân tích số liệu một kênh YouTube để SEO anh đề xuất và đưa video lên top tìm kiếm. Mọi người ủng hộ, nhấn đăng ký kênh để nhận video mới, nhấn thích và chia sẻ video nhé. Chúng ta bắt đầu với tab phạm vi tiếp cận. Tab phạm vi tiếp cận chứa rất nhiều thông tin chúng ta cần lưu ý. YouTube cũng đã thiết kế hai mục lượt hiển thị hình thu nhỏ và tỷ lệ nhấp chuột của lần hiển thị lên đầu. Mũi ở đây họ đưa lên trên là vì khi mình thiết kế và đăng một video lên đập vào mắt người xem YouTube, họ để ý đến cái hình ảnh, đó là hình ảnh đầu tiên mà đưa tới. Cho nên cái lượt hiển thị thu nhỏ và tỷ lệ nhấp chuột lên của lần hiển thị rất là quan trọng. Tất cả những anh em nào mà làm YouTube phải lưu ý điều này, tức là phải thiết kế cái hình thật đẹp bắt mắt để khi nhìn thấy cái hình thu nhỏ là họ đã nhấp chuột vào cái video của mình để xem, thì lúc đó cái lượt view của mình sẽ tăng rất là nhanh. Ở đây tỷ lệ nhấp chuột của lần hiển thị đang là 4.5, có nghĩa là cứ YouTube hiển thị hình thu nhỏ của mình 100 lần thì có 4.5 lần người xem họ nhấp chuột vào video của mình. Tỷ lệ này càng cao thì lượt view sẽ tăng rất là nhanh. Rồi, đó là hai mục đầu tiên cần lưu ý. Thứ hai, loại nguồn lưu lượng truy cập. Lưu lượng nguồn truy cập này nó có ý nghĩa như sau. Những người xem video của mình, họ đã biết đến cái video của mình bằng cách nào? Hồi nãy là họ thấy trước mặt họ nhấp vào, rồi thì bây giờ là gì? Cái thông số này cho chúng ta biết rằng video của chúng ta đã đến với người xem như thế nào. Thì cái mục cực kỳ quan trọng, tất cả các anh em nào làm YouTube cũng phải biết, đó là video đề xuất. Video đề xuất có nghĩa là sao? Tức là khi video mình được đề xuất là video mình hiển thị trong trang chủ của YouTube. Ví dụ một người xem một cái video về một cái chủ đề về thức ăn, thì họ sẽ, nếu video mình được đề xuất thì video mình sẽ nằm bên tay phải của màn hình, để khi người xem hết video họ sẽ thấy video mình hiển thị cái bên, thì đó gọi là video đề xuất. Khi được đề xuất thì tỷ lệ mà người xem họ sẽ xem video của mình rất là cao, thì tỷ lệ này là 45%, có nghĩa là trong tổng số lượt xem kênh YouTube thì chiếm tới gần 50% là video được đề xuất. Khi YouTube họ đề xuất người xem nhấp vào cái video này thì được tính, ví dụ như là kênh của mình là một, có 100 lượt xem thì có 45 lượt xem là từ cái nguồn là video đề xuất. Rồi cái thứ hai là tìm kiếm trên YouTube 27%, có nghĩa là người xem họ tìm kiếm một cái cụm từ nào liên quan đến cái video mình đăng, ví dụ như là về ẩm thực thì là món ăn ngon dễ làm, thì khi người xem họ gõ từ món ăn ngon dễ làm thì video của mình sẽ xuất hiện và họ nhấp vào video đó, thì được tính vào cái tỷ lệ này. Các trang của kênh và nguồn bên ngoài trực tiếp không xác định, tức là những cái nguồn nằm ở website hoặc là trực tiếp họ gõ vào cái đường link, mình gắn link ở trên một số cái mạng xã hội hay là ngoài, mình đặt cái đường link bên một trang web nào đó, họ nhấp, người xem họ nhấp vào cái đường web, đường link đó thì sẽ được tính vào các trang của kênh bên ngoài hoặc là trực tiếp không xác định. Và luôn cả tính năng vừa xem ha. Các tính năng khác của YouTube có nghĩa là khi
chúng ta up video lên thì trong cái phần thẻ tab của video và cái màn hình kết thúc, lưu ý màn hình kết thúc, rồi ngoài cái màn hình kết thúc đó thì còn thông báo, tức là người xem họ sẽ nhận được thông báo khi mình đăng video lên, thì họ nhấp vào cái thông báo đó xem video mình thì sẽ được tính vào tính năng khác của YouTube. Rồi danh sách phát, phát thì anh biết rồi, phải có danh sách. Danh sách phát này sẽ tìm kiếm, khi họ tìm kiếm đúng cái từ của danh sách trong cái danh sách phát của mình á, thì họ mở, người xem mở cái video của mình lên thì được tính vào danh sách phát. Và những cái nguồn khác, tức là YouTube không xác định được, thì họ sẽ phân vào những cái nguồn khác. Mục đích của những cái việc này á, họ phân tích, YouTube họ phân tích, họ đưa ra và họ phân loại cho mình để mình biết rằng là video mình đang được tìm xuất hiện tới cái khán giả như thế nào. Để những cái video, những cái video tiếp theo mình tải lên á, thì lúc đó mình mới biết để điều chỉnh. Và hôm nay mình đưa những cái video, làm video này á, để cho mọi người hiểu được cái thông số đó và tập trung làm đúng. Tại vì trước đây khi mà mình tải video lên á, thì mình không biết những cái tính năng này, mình sẽ không làm đầy đủ, ví dụ như là thiết kế một cái thumbnail đẹp để người xem nhấp vào cái thumbnail đó, cái video mình nhiều hơn. Rồi SEO từ khóa như thế nào để được video đề xuất, cái này thì mình sẽ có một cái video để hướng dẫn mọi người cách để SEO từ khóa để video, để tặng được video đề xuất lên. Rồi mình đặt những cụm từ như thế nào liên quan đến cái video để mà video mình được đề xuất. Ví dụ như là mình làm về ẩm thực thì liên quan đến món ăn ngon dễ làm, món ăn ngon, ẩm thực, nấu ăn, nói chung là những cái từ liên quan đến video mình để họ tìm kiếm thì hiển thị lên. Rồi các tính năng việc xem để mình biết, mình mới thiết kế cái màn hình kết thúc và vân vân, rất là nhiều cái thông số. Rồi mình lại lại ha, các cái nguồn đây, các nguồn bên ngoài nó thì ví dụ như là họ cũng liệt kê luôn, YouTube họ liệt kê lên cho mình, ví dụ là 19% từ Facebook, tìm kiếm từ Google là 19%, một số nguồn khác, Twitter, Zalo khác, để mình biết là cái kênh của mình đang được những cái nguồn nào. Đây, đây là cụm từ tìm kiếm ha. Thì cụm từ tìm kiếm nhiều nhất là cái kênh nội thất của mình ha. Rồi cái video đẹp của tôi đó, thì để mình biết mình phát huy như thế nào, mà đang ăn vô cái đề xuất thì mình sẽ tiếp tục SEO cái từ khóa đó. Rồi các video đề xuất nội dung của bạn đó, thì những video nào đề xuất nhiều thì YouTube cũng liệt kê lên để mình có cái định hướng phát triển khán giả như thế nào. Tiếp theo là mình qua tab mức độ tương tác. Đây, mức độ tương tác, cái quan trọng, có nhiều người khi mà trước khi đây mà mình mới làm YouTube đó thì mình không để ý lắm cái danh sách phát, nhưng mà thực sự danh sách phát cũng rất là quan trọng, họ cũng một phần góp vào cái view nha. Thì anh em khi mà làm thì cố gắng làm danh sách phát để mình để những cái video của mình cùng chủ đề thôi, để mà người xem họ xem cái danh sách phát của mình. Đây là cái tab khán giả, cái tab này thì quan trọng
với những người mình chạy quảng cáo nha. Mình tự chạy quảng cáo cho cái kênh mình. Thế nên mình biết là ví dụ như là nam nữ, tỷ lệ nó là nam nhiều hay nữ nhiều. Thì nên lúc mà mình target đối tượng á, thì target đúng vào cái, nếu mà nam 100% hoặc là 80%, 60% thế này thì target của nam là nhiều. Rồi độ tuổi này, target độ tuổi. Thường video của mình làm ra mà cái vị thành niên không xem nhiều, ví dụ 13, 17 tuổi ít xem, thì mình bỏ cái phần target nó đi. Chỉ target từ 18, 24, rồi 18 đến 40 đi. Tại vì 45 đến 50 thì cũng ít người xem. Đó là cái cách để mà khi mà mình ngồi khán giả thì tất nhiên là Việt Nam, ai làm Hoa Kỳ thì làm. Thì đây là phần studio trên điện thoại. Những bạn nào mà làm trên máy tính ấy, thì mình sẽ có một buổi, một cái video làm về trên máy tính. Tại vì trên máy tính ấy, thì nó sẽ có nhiều cái thông số mà chúng ta có thể sâu hơn, phân tích sâu hơn về những cái thông số để mình có cái định hướng sale cái video mình nó tốt hơn. Video hôm nay cũng rất là dài rồi, cho nên là mình hẹn mọi người video sau ha. Nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, subscribe cho mình. Cảm ơn mọi người.